đến từ khán giả Hoàng Ngọc Hảo, số điện thoại 0366, 3 số cuối là 248 ở Tuyên Quang với nội dung câu hỏi như sau. Một con lợn nái đen nặng 1 tạ và đã chửa 3 tháng, chửa lứa đầu. Hiện tại thì lợn có dấu hiệu không đi ngoài được, phân ra màu đen như là phân dê. Lợn chỉ uống nước trắng mà không ăn, xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Câu hỏi này chúng tôi xin được chuyển tới chuyên gia Trương Văn Dung ạ. Vâng, xin chào khán giả Hoàng Ngọc Hảo. Thì với cái triệu chứng lâm sàng như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó bị cái bệnh phó thương hàn ở cái giai đoạn đầu. Thì đối với bệnh phó thương hàn thì nó có 3 cái thể. Thể thứ nhất là quá cấp tính, thể cấp tính và thể mãn tính. Thế thì ở trong trường hợp này tôi cho rằng là ở cái thể đang ở thể kiểu cấp tính, cho nên nó phân thì nó là phân đi tạo giai đoạn đầu. Thế sau đó nó chuyển sang cấp tính thì lúc đó nó mới có thể đi gây hiện tượng tiêu chảy. Thế thì trong cái trường hợp như thế này thì có thể phòng bệnh được không? Thì hoàn toàn chúng ta phòng bệnh được nếu như chúng ta sử dụng cái vaccine để phòng bệnh. Nhưng tuy nhiên là hiện nay nó đang bị bệnh, cho nên chúng ta tuyệt đối không được sử dụng vaccine trong khi đang bị bệnh, mà cần phải điều trị cho nó ổn định, rồi sau này chúng ta có thể dùng cái miễn dịch chủ động để phòng bệnh sau. Ở đây thì tôi tư vấn cho anh Hoàng Ngọc Hảo là anh nên dùng những cái thuốc kháng sinh và đặc trị đối với vi khuẩn Salmonella. Có thể dùng enrofloxacin hoặc fluoxetine hoặc là ceftiofur. Anh tiêm bắp cho nó 1 lần trên ngày và tiêm bắp liệu trình là từ 3 đến 5 ngày liền, liều lượng theo dõi nhà xuất. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta điều trị cái nguyên nhân gây bệnh thì chúng ta cần phải chú ý nâng cao sức đề kháng cho nó và điều trị các cái triệu chứng phát sinh. Thế thì ở đây chúng ta nên dùng cái thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C. Chúng ta tiêm bắp 1 lần trên ngày và tiêm bắp 3 5 ngày liền để cải thiện về hô hấp và tuần hoàn, tạo điều kiện cho nó có thể ăn uống trở lại. Thứ hai là đối với bệnh này thì thường bao giờ nó có dấu hiệu sốt. Chính vì thế chúng ta phải dùng thuốc Aragin C, tiêm bắp 1 lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền để đưa nhiệt độ trở lại trạng thái bình thường. Thế và chúng ta phải điều trị cái triệu chứng phát sinh ở đây, tức là cái hiện tượng bị táo bón, phân màu đen, thì chúng ta nên dùng cái xuyên phát magie, cho uống 1 lần trên ngày, cho uống 3 ngày thì nó sẽ nhuận tràng và hết cái hiện tượng bị táo bón. Thế và để giúp cho quá trình điều trị đem lại hiệu quả tích cực, đặc biệt nó lại đang mang thai, thì chúng ta nên dùng cái thuốc bổ Catosan 10%. Chúng ta tiêm bắp 1 lần trên ngày và tiêm bắp 5 ngày liền, lưu lượng theo dõi nhà xuất. Bởi vì cái thuốc bổ Catosan này nó có ích lợi này. Thứ nhất là giúp cho quá trình điều trị nhanh hơn. Thứ hai là nó đang có thai thì nó làm cho thai nó ổn định. Đấy là cái rất thuận lợi. Nhưng mà trong quá trình điều trị như vậy, chúng ta cần phải thực hiện biện pháp vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi để diệt bệnh ngoài môi trường. Thế và sau khi này nó khỏi bệnh rồi, đấy, và sau khi sinh con được khoảng chừng 2 tuần đấy, hoặc là 3 tuần thì chúng ta mới dùng vaccine phòng bệnh phó thương hàn để tiêm phòng. Nhưng đối với lợn nái thì chúng ta không phải chỉ riêng mỗi cái phó thương hàn không, mà chúng ta cần phải tiêm một số các loại vaccine mà tôi có thể nhắc ở đây. Một là cái bệnh khô thai, hai là bệnh tai xanh, ba là bệnh dịch tả, bốn là bệnh nepto, năm là nhồi máu ô móng. Đó là những cái vaccine nó liên quan đến cái việc những đối với lợn mang thai. Nếu mà mang thai mà bị nhiễm cái đó thì nó dẫn đến một là đẻ non, hai là gây hiện tượng chết thai. Thì bà con hết sức lưu ý cho trường hợp này. Dạ vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia Trương Văn Dung và chúc cho khán giả Hoàng Ngọc Hảo sẽ khắc phục thành công bệnh trên con lợn của gia đình mình.